Chúng sanh nơi khắp chốn đi, tới mê cầu đăng trí khi chẳng toàn. Nam mô Phật. Dạ con đã thay mặt đạo tràng đọc xong bài kinh Pháp Sư. Sau đây con chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt Ngài Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng câu Pháp Cú 360 cho chúng con. Và con kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được nhiều lợi lạc. Và con kính thỉnh Đại Đức ạ. Con kính che đạo tràng. Dạ, sa thú, sa thú. Nam mô Bụt Hay, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay. Trước tiên khi đi vào buổi học ngày hôm nay tại diễn đàn Pháp Cú Kinh, Tịnh Đạt xin kính chúc chư Tăng và kính chúc toàn thể quý vị có mặt cũng như vắng mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh một một ngày đầu năm mới của năm 2021 được mọi điều thuận lợi, an lành và tiến tu trong Phật Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái câu Pháp Cú cũng bắt đầu ở trong một cái phẩm mới, đó là phẩm Tỳ Kheo Bhikkhu Phát Cô. Dạ, cũng như hôm nay chúng ta được hai cái mới, đó là bắt đầu một cái phẩm mới và bắt đầu một cái ngày mới của một năm mới. Hy vọng rằng những cái điều thiện, điều lành mà chúng ta đã làm vào một cái ngày đầu năm mới như vậy, mong rằng cái phước quả sẽ trổ sanh, giúp cho chúng ta có nhiều cái điều kiện thuận lợi ở trong cuộc sống, và nhất là trong cái điều kiện thuận lợi trong cái việc học pháp, hành pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trước khi đi vào phần bài học ngày hôm nay, chúng con xin cung thỉnh chư tăng và mến mời tất cả quý vị chúng ta hướng về Tam Bảo, đảnh lễ Tam Bảo. Arahasamma Sambuddho Bhagava Puttang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Vakkasanggho Sangham Namami. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay. Diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 360 trên tổng 423 câu. Và một lần nữa, hy vọng rằng diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta, tuy rằng chúng ta vừa mất đi một vị giảng sư, tuy nhiên hy vọng rằng chư thiên cũng như là tâm lực của toàn thể chư tăng ni và Phật tử ở trên diễn đàn này, chúng ta gìn giữ và duy trì cái diễn đàn nhằm mang lại cái lợi ích cho tất cả. Và trước mắt là chúng ta nguyện cầu để tâm lực cũng như là chư gia hộ làm sao chúng ta hoàn thành được 423 câu Pháp Cú này. Và một lần nữa xin thành tâm nguyện cầu. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 360. Câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 360 có nội dung như sau. Câu Kệ Ngôn này bắt đầu cho phẩm Tỳ Kheo
Phẩm số 25, Thiku Vakku. It's 7 o'clock. Chakhu na sang waro sadu susete na sang waro khane na sang waro sadu sadu jivahaya sang waro chakhu na sang waro sadu sadu so na sang waro khane na waro sadu vahaya sangro là thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu và bản dịch văn xuôi: lành thai sự phòng hộ ở mắt, lành thai sự phòng hộ ở tai, lành thai sự phòng hộ ở mũi, lành thai sự phòng hộ ở lực. Bản dịch văn xuôi của ngài Indachana Chánh Thân: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chúng ta sẽ sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 360 này. Và câu đầu tiên đó là chắc khu na sang quá rô sa thú. Quá rô sa thú, lành thai phòng hộ mắt. Chắc khu na cũng nghĩa là xuyên bằng mắt. Dạ alo, 1, 2, các vị nghe lại được chưa ạ? Dạ sa thú, sa thú. Dạ vì hôm nay wifi đường net có vấn đề cho nên các vị xin các vị thông cảm cho. Bây giờ âm thanh được rõ tốt chưa ạ? Dạ dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy. Chúng ta sẽ tiếp tục ở câu thứ hai, đó là sa thú sô tê na sang qua rô. Sa thú, chúng ta vừa học ở trên là lành thai, tốt thai. Sô tê na là bằng lỗ tai hay là xuyên qua tai. Sang qua rô có nghĩa là sự phòng hộ. Câu thứ ba, kha nê na sang qua rô sa thú. Kha nê na là bởi, bằng lỗ mũi hay là xuyên qua mũi. Sang qua rô sự phòng hộ sa thú là lành thai, tốt thai. Câu thứ tư, sa thú chi va haya sang qua rô. Sa thú chi va haya sang qua rô. Sa thú, tốt thai, lành thai. Chi va haya, chi va haya là bằng lưỡi hay là xuyên qua lưỡi. Sang qua rô sự phòng hộ.
ở đây có một cái từ chivahaya, lưỡi thì có cách viết khó phát âm cho những người mới làm quen với từ Pali, thì chúng ta vẫn đọc là chiva chiva, chữ vá không có đọc rõ thì chúng ta là chiva chiva chivahaya chivaha chivahaya sangvaro. Và một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 360. Chakkhuna sangvaro sathu sathu sotena sangvaro khanena sangvaro sathu sathu chivahaya sangvaro. Lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi. Hoặc là bản phổ thơ: lành thai mắt được hộ phòng, lành thai tai được ngắm trông kỹ càng, lành thai mũi được an toàn, lành thai lưỡi được bảo vệ dè chừng. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ diễn đàn kinh pháp cú, chúng ta sẽ học qua phần thứ hai, đó là phần duyên sự, nguyên nhân do đâu mà Đức Phật ngài đã nói lên câu kệ ngôn pháp cú này. Và thưa tất cả quý vị, duyên sự liên quan đến năm vị tỳ kheo. Trong cái duyên sự này thì thật ra đúng ra thì gồm cả hai câu, nhóm hai câu pháp cú số 360 và 361. Bởi vì chúng ta chỉ học mỗi ngày một bài học là một câu pháp cú, cho nên chúng ta sẽ học tiếp tục câu 361 cùng duyên sự này vào kỳ kế tiếp. Và khi đó chúng ta sẽ nắm rõ hơn về phần ý nghĩa cũng như là phần kết của nhóm cầu kệ ngôn pháp cú này. Thưa quý vị, rằng duyên sự của nhóm hai câu kệ ngôn pháp cú này được thuyết ra liên quan đến nhóm năm vị tỳ khưu, Vanchabhikkhu. Khi Đức Phật ngài ngự tại chùa Kỳ Viên Chetavana, ở trong chú giải kinh pháp cú thuộc về rằng có năm vị, nhóm năm vị tỳ khưu ở gần bậc đạo sư, khi được học hỏi về những cái pháp môn tu tập, các vị này thọ giáo và lui về trú xứ riêng của mình để mà tu tập. Nhưng mà trong quá trình tu tập thì các vị gặp cái trở ngại, các vị gặp cái trở ngại, và cả năm cái vị tỳ khưu này có những trở ngại khác nhau. Ở trong chú giải pháp cú thì thuộc lại rằng cái vị tỳ khưu thứ nhất gặp trở ngại trong cái việc mà gìn giữ hay là phòng hộ ở nhãn căn. Làm thế nào mình cũng không thể kiểm soát được khi mà mắt thấy những cái cảnh sắc tốt đẹp, hoặc là tham sanh lên cái tham ái, hoặc là mắt cảm thấy khó chịu khi mà gặp những cái cảnh sắc nó thô xấu. Cái vị khác thì lại gặp khó khăn trong cái việc gìn giữ phòng hộ bởi cái tai, ở đây là lỗ tai, bởi cái cảnh nó là cái âm thanh. Có khi thì không có kiềm chế được cái xúc cảm khi mà nghe được cái âm thanh vừa lòng thích ý, cũng như là không có tự cái kiềm chế được để cho tâm sân hận sanh khởi do cái âm thanh không vừa lòng thích ý. Cái vị thứ ba thì lại gặp chướng ngại khó khăn trong cái việc phòng hộ tu túc qua cái xuyên qua cái mũi, tức là cái
ngửi mùi. Cái vị thứ tư thì lại gặp chướng ngại trong cái việc giữ gìn tu túc trong cái món ăn, trong cái vị nếm những cái vị ngọt ngon hay là những cái vị không ưa thích. Cái vị thứ năm thì lại khó khăn chướng ngại bởi cái việc mà gìn giữ phòng hộ, cái xúc chạm bởi cái thân. Có thể đó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên của nhóm năm vị này, nhưng trong cái duyên sự pháp cú có đề cập đến ở tiền thân thì nhóm năm vị này có từng là những cái vị đi chung tùy tùng với Đức Bồ Tát tiền thân, đó là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Gautama. Thì nhóm năm vị này cũng từng có bị chướng ngại khó khăn và bị nguy hại đến tính mạng khi mà những cái ngạ quỷ ma nữ dùng những cái cách để cám dỗ và đánh thẳng vào tim đen những cái điểm yếu, bởi mắt, bởi tai, bởi mũi, bởi lưỡi, bởi thân của nhóm năm tùy tùng đi cùng với Đức Bồ Tát. Trong kinh chú giải thì không có đề cập đến là nhóm năm vị gặp chướng ngại bởi năm cái trần cảnh, nhưng lại không có đề cập đến là cái vị thứ nhất gặp chướng ngại bởi cảnh sắc khi mà mắt thấy cảnh sắc. Nhưng mà khi mà nghe cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì cái vị này có vào phòng hộ giỏi hay không? Cái tội điểm này thì chưa có được nhắc đến. Nhưng mà theo Tịnh Đạt nghĩ đó thì trong năm cảnh trần hay là cảnh dục đó, chúng ta phân biệt cảnh trần hay cảnh dục đó, để nói lên cái năm cái cảnh sắc thinh hương vị xúc, nói về cảnh đẹp cảnh tốt, hay là năm cảnh trần là sắc thinh khí vị xúc thì nói về năm cái cảnh tiêu cực khi mà mình nghe thấy nó không có vừa lòng đẹp ý. Thì theo Tịnh Đạt nghĩ đó, nhận định đó, thì mỗi một vị đều gặp chướng ngại riêng bởi một cái cảnh, nhưng những cảnh còn lại các vị có sự thu túc tốt đẹp, có sự thu túc tốt đẹp. Cho nên các vị này khi mà họp lại nhau đó, đã nói lên rằng đối với việc thu thúc phòng hộ bởi mắt thấy cảnh sắc đó, nó là một sự thu thúc cao thượng nếu mà thực hành được. Vị khác thì không đồng ý, cho rằng cái sự chướng ngại của mình, cái sự khó vượt qua của mình, nếu mà ai làm được thì đó là cái điều pháp cao thượng. Cả ba vị này không có đồng quan điểm với nhau, cho nên đã hội lại nhau để mà gặp Đức Phật, xin Đức Phật thuyết giảng cho cả năm vị được hiểu biết thêm. Thì lúc đó với tấm lòng từ bi của Đức Phật và với cái nhìn xuyên suốt ở trong cái nguyên nhân chướng ngại của năm vị này đó, cũng giống như là các cái căn tánh của năm vị này, Đức Phật đã dùng một cách khéo léo. Đức Phật ngài nói rằng cả năm cái cảnh khi tiếp xúc với lại các căn đó đều khó phòng hộ như nhau. Đều khó phòng hộ như nhau. Và lúc đó Đức Phật ngài đã dùng nhiều cách để mà khuyến khích lệ sách tấn, làm cho nhóm năm vị tỳ khưu này có cái sự thỏa mãn trong cái nghi vấn của mình. Và cuối cái buổi thuyết pháp đó thì Đức Phật ngài đã đúc kết bằng hai cái bài kệ, đó là câu kệ ngôn pháp cú số 360
và 361. Và dứt cái thời pháp đó, Đức Phật Ngài đã giúp cho năm vị tỳ khưu này có được cái nhìn tổng quát, không bị hạn hẹp trong cái pháp môn tu tập chướng ngại riêng của bản thân mình, cũng như là giúp cho năm vị này thấy được sự chân thật ở trong giáo pháp. Kết quả là năm vị này, cả năm vị này đều chứng được quả dự lưu, thánh sơ đạo sơ quả. Thưa quý vị, rằng nói đến cái việc mà thu thúc hay là phòng hộ đó, trong xã hội, ở trong gia đình chúng ta cũng thường hay nhắc đến, chứ không phải riêng gì Phật giáo. Tuy nhiên ở trong Phật giáo thì được nhắc đến cái sự phòng hộ, nhắc đến cái sự thu thúc với một cái ý nghĩa tế nhị hơn, chi tiết hơn. Thí dụ như là chúng ta sống trong một cái xã hội, trong một cái đất nước, thì chúng ta phải tuân thủ theo cái pháp luật của cái đất nước đó, hay là một cái xã hội mà chúng ta đang ở, mà chúng ta không thể nào làm trái lại, làm sai đi những cái hiến chương, những cái quy định. Bởi vì khi mà chúng ta làm sai như vậy, chúng ta sẽ bị phạt, sẽ bị kết án. Và chỉ sợ cái phạt, án phạt hay là kết án đó, mà chúng ta gìn giữ, cố gắng thu thúc, không cho cái thân, cái khẩu hay cái ý, hay là cái việc làm của chúng ta bị sai quấy. Đó là điều thứ nhất. Gần gũi hơn thì khi chúng ta tham gia giao thông đó, chúng ta cũng học qua những cái lớp về an toàn giao thông, cũng như là cách điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Thì theo luật hiện hành bây giờ đó, thì những người tham gia giao thông đội đi xe gắn máy đó, thì phải bắt buộc phải đội nón bảo hiểm. Và ngay cả học sinh bây giờ lưu hành đi học bằng xe đạp điện đó, cũng phải bắt buộc đội nón bảo hiểm. Tuy rằng biết rằng trong cái thời tiết nóng nực đó, thì cái nón bảo hiểm làm cho mình khó chịu, nhưng bởi vì cái quy định của nhà nước thì chúng ta phải chấp hành. Bởi vì không chấp hành thì thứ nhất là sẽ bị phạt, thứ hai đó là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cái an toàn cho bản thân mình. Vì thế mà chúng ta phải chấp hành. Đó là chúng ta đang thu thúc, đang kiềm chế. Hay là việc mà lái xe ô tô không được uống rượu bia. Hoặc là khi mà lái xe với tốc độ vừa phải, không vượt quá tốc độ, gặp đèn đỏ thì dừng lại mặc dù đang vội vã. Thì đó, tất cả những điều đó là những cái thu thúc mà chúng ta bắt gặp ở trong xã hội đời sống bình thường. Tuy nhiên ở trong Phật giáo thì chúng ta sẽ nói đến nhiều hơn cái việc thu thúc qua cái sự tu tập. Và trong cái câu kệ ngôn, nhóm câu kệ ngôn pháp cú này, 360 và 361, Đức Phật Ngài đã nói đến cái thu thúc qua cái sự tu tập nhằm hạn chế và cắt trừ cái phiền não tham sân si, đừng cho sân khởi. Cái sự thu thúc sanwara trong cái từ Pali được hiểu đó là cái sự kiềm chế. Ở đây nó không phải chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc đó là kiềm chế bởi cái việc đó là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, mà là sự kiềm chế thu thúc
bằng cái hiểu biết, bằng cái sự thực hành, bằng cái trao dồi. Ở đây được trình bày cái sự thu thúc đó qua năm khía cạnh. Thứ nhất đó là thu thúc hay là sự kiềm chế qua cái giới luật của một vị sa môn hay là một vị cư sĩ. Cái giới luật làm cho chúng ta, giữ cho chúng ta khỏi bị sự tổn thương hay là gặp nguy hiểm khi mà chúng ta đi trên con đường đến cái sự giải thoát. Ở trong Tứ Thanh Tịnh Giới, Đức Phật Ngài cũng đã nhắc đến cái phần Patimokkha Sanvara là thu thúc ở trong giới bổn. Là một cái vị phải tự phản tỉnh với bản thân mình, tự rèn luyện tu tập, gìn giữ giới luật ở trong giới bổn cho được đầy đủ, trọn vẹn, trong sạch. Cũng như là các vị Phật tử, cư sĩ thì chúng ta có những cái điều học mà Đức Phật Ngài đã hướng dẫn, như là bát quan trai giới hay là ngũ giới. Về cái vấn đề mà giữ giới ở trong thu thúc đó, nhiều khi chúng ta bị hay là chúng ta chưa hiểu một cái cách tích cực ở trong cái việc giữ giới, thì nhiều khi đâm ra là chúng ta cho rằng giới luật đó là một cái điều răn và chúng ta giữ bởi vì chúng ta sợ, thì cái việc giữ giới luật đó nó có kết quả nhưng mà nó không hướng đến một cái tâm gọi là hoàn thiện bản thân mình. Lấy ví dụ như là cái giới sát sanh, chúng ta thọ trì là con xin vâng giữ điều học là cú ý tránh xa sự sát sanh. Thì khi mà chúng ta đọc cái câu này đó đúng nghĩa văn Pali, nhưng mà chúng ta hiểu một chiều là không sát sanh, tức là không làm hại, không giết hại hay là không cướp đoạt cái mạng sống của chúng sanh khác, chúng ta giữ được cái giới không có quá tàn bạo, cướp đoạt mạng sống. Nhưng mà chúng ta có cái sự khéo tác ý hơn ở trong cái giới sắc sanh này. Tại sao chúng ta phải giữ giới sắc sanh? Thưa quý vị, đây là một câu hỏi lớn. Nếu chúng ta chịu khéo nhìn nhận, khéo tác ý, thì chúng ta sẽ tìm được một cái sự hạnh phúc ở trong cái sự giữ giới. Còn không thì chúng ta sẽ làm theo những gì Đức Phật Ngài nói, hoặc là những gì cái vị thầy hướng dẫn của mình bảo, hoặc là làm theo cái phong tục ông bà cha mẹ dạy sao mình làm vậy. Chứ thật ra mình chưa hiểu tại sao mình phải giữ giới sắc sanh. Có nhiều khi thì bảo rằng giữ giới sắc sanh thì được trường thọ, được sức khỏe, vân vân. Đó là kết quả của cái việc giữ giới sắc sanh. Cho dù chúng ta muốn hay không, chúng ta có nguyện hay không, thì cái kết quả đó nó sẽ trổ sanh cho chúng ta. Và một cái lần nào đó thì Tịnh Đạt cũng thưa quý vị rằng, nếu mà chúng ta làm thiện, giữ giới với một cái mong muốn, mong cầu như vậy, thì chúng ta vẫn cái duyên luân hồi. Ở đây Tịnh Đạt cũng xin nhấn nói thêm đó là chúng ta sẽ có một cách nghĩ tích cực hơn ở trong cái việc giữ giới sát sanh, đó là rèn luyện hạnh từ bi. Thay vì chúng ta đối diện với cái việc sát hay là không sát, cái con vật đó, con cá, con gà, con muỗi,
Và chúng ta chợt nhớ rằng à, mới đi chùa, ông sư ông dạy không có được sát sanh, bởi vì sát sanh sẽ bị chết yểu, sợ quá chúng ta không làm. Thì chúng ta chỉ dừng lại cái việc đó là sợ. Nhưng chúng ta có trình độ cao hơn, hiểu biết sâu rộng hơn và có khéo tác ý hơn, thì chúng ta nghĩ rằng à, chúng ta không có nợ xuống tay, bởi vì chúng ta đang rèn luyện tu tập cái hạnh từ bi. À, đó là một cái điều à, nhỏ. Khéo suy nghĩ khi mà đối diện với cái tình huống. Thì như vậy đó là cái việc mà chúng ta thu thúc, không có làm thân, làm cái việc ác qua cái dự sự gìn giữ giới luật của một vị sa môn, của người Phật tử cư sĩ. Cái khía cạnh thứ hai đó là hạnh thu thúc được thể hiện qua cái pháp chánh niệm, sati sanghara, cái pháp chánh niệm. Khi mà chúng ta có cái chánh niệm thì thực sự quá là tốt đẹp. Lúc nào chúng ta có được cái sự chánh niệm thì lúc đó chúng ta là người đang sống thật sự, tồn tại với chính bản thân mình. Còn khi mà chúng ta bị thất niệm đó, thì có một số vị nói đùa đó là những cái xác chưa chôn, những cái xác biết di động, tức là chúng ta sống mà chúng ta không biết mình đang sống, thì đó là như là một cái xác, một cái xác xác chết di động. Cái chánh niệm này giúp cho chúng ta khi, cũng như trong các một số bài kinh, thì khi mà chúng ta thấy mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì chúng ta có cái sự ghi nhận và cái sự chánh niệm, mà chúng ta sẽ dừng lại ở đó, không có phát triển, không có nhận định bởi cái tướng chung hay tướng riêng của cái cảnh đó. Thì như vậy giúp cho một cái người tu tập đó có được cái cuộc sống giây phút ở trong hiện tại, không có mong cầu, không có tưởng tượng, không có mong lung, không có bị dễ vui. Thực sự ra thì thu thúc qua cái pháp chánh niệm này cần phải có một cái thời gian và công sức, một cái tu tập, một cái huân tập trau dồi rất là công phu. Khi đó thì chúng ta sẽ rèn luyện được chúng ta một cái nội công thâm hậu trong cái việc mà thu thúc bởi các cảnh khi mình tiếp xúc với các căn. Nhưng không sao, chúng ta sẽ xét qua cái khía cạnh thứ ba, thu thúc qua cái trí tuệ. Thì những cái khía cạnh này nó sẽ xuất hiện ở trong đời sống của mỗi người, và tùy theo cái khả năng của mỗi người chúng ta, mỗi khi gặp tình huống khác nhau mà chúng ta sẽ sử dụng những cái khía cạnh khác nhau. Đôi khi chúng ta gặp những cái khía cạnh, những cái tình huống chúng ta cần dùng chánh niệm, giống như là đang ở trong thiền đường, ở trong cái nơi an tịnh, hay là chúng ta ở trong cái cuộc sống đời thường, thì chúng ta sử dụng cái sự thu thúc qua cái giới luật, vân vân. Cái khía cạnh thứ ba đó là thu thúc qua cái trí tuệ, thu thúc qua cái hạnh, thu thúc qua cái trí tuệ. Bởi vì cái trí tuệ là sự hiểu biết, ở đây là sự khéo tác ý. Cái sự hiểu biết cái tận gốc rễ của cái vấn đề đó, nó sẽ làm cho tâm của chúng ta
trong sáng, khỏi cái sự ô nhiễm của phiền não, và từ đó giúp cho dần dần thoát khỏi cái khổ đau. Ở nơi đây thì được trình bày cái sự tu túc qua trí tuệ đó, gần gũi nhất đó đối với một cái vị sa môn hay là kể cả những cái người Phật tử cư sĩ đó, đó là những cái món vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Đối với cái việc mà sử dụng cái món vật dụng hàng ngày đó, không phải chỉ dành riêng cho các vị xuất gia, mà luôn áp dụng luôn cả các vị Phật tử cư sĩ. Cái điều này chúng ta, nếu chúng ta không để ý đó, thì chúng ta nghĩ rằng các vị xuất gia chỉ áp dụng cho các vị xuất gia mà thôi. Bởi vì các vị xuất gia sống nhờ vào cái sự hộ độ hộ độ của các vị cư sĩ tại gia. Và những cái món vật dụng của người cư sĩ tại gia là chính mồ hôi, nước mắt, công sức của họ tạo ra, thì cũng không cần phải quán tưởng. Cái điều này cũng đúng, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ xa hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự quán tưởng bằng cái trí tuệ trong cái bốn món vật dụng là bốn cái nhu cầu tối thiểu của một cái con người đó, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ nâng cái tâm giải thoát, cái tâm không có dính mắc càng ngày càng nhiều hơn. Bốn món vật dụng đó là gì? Thứ nhất là y phục, thức ăn, trú xứ và thuốc men. Đó là bốn cái nhu cầu tối thiểu của một con người sinh sống ở trên cái mặt đất này. Đương nhiên đối với cái vị tu sĩ xuất gia đó, thì sống nhờ, nương nhờ vào cái sự hộ độ của các cái Phật tử cư sĩ, đối với bốn cái món vật dụng này luôn luôn phải được quán tưởng. Quán tưởng để không, thứ nhất, không có dính mắc, không có tham đắm, không có chấp chứa. Và với cái sự thọ dụng bằng cái sự quán tưởng như vậy đó, thì được gọi là cái người xuất gia sử dụng không có bị mắc nợ đối với cái sự hộ độ của những người cư sĩ Phật tử. Còn những người cư sĩ Phật tử là những người hộ độ đó, thì như thế nào cần có cái sự trí tuệ trong cái quán tưởng bốn món vật dụng. Thưa quý vị rằng cái thức ăn đó là cái mà chúng ta dễ mắc nhất, nhiều nhất trong bốn thứ còn lại. Thí dụ như là cái thuốc men đó, cái thuốc mà để trị bệnh đó, thì đôi khi chúng ta cần khi mà chúng ta hữu sự. Cái y phục đó, thì đôi khi chúng ta một năm, những người không có quá nhiều cái công việc liên quan đến cái y phục đó, thì một năm như vậy thì chỉ một đến hai bộ đồ gọi như là tươm tất, còn như không thì vẫn sử dụng là những cái bộ đồ vẫn còn sử dụng được. Cái chỗ ở cũng vậy, cái chỗ ở thì đôi khi đến 5-10 năm người ta mới sửa chữa hay là làm mới. Nhưng cái thức ăn thì nó được làm mới hàng ngày, và nó được làm mới hàng buổi, hàng giờ. Và đôi khi nó là một cái sự dính mắc. Bởi cái thức ăn bây giờ chúng ta thấy rằng không chỉ ăn để cho no, ăn để mà sống, mà còn ăn để mà hưởng thụ. Và cái ăn bây giờ phải nói khoa học và tốt đẹp nhất, đó là ăn để mà khỏe. Thì liên quan tới cái ăn, nó rất là nhiều vấn đề để mà nói ở trong cái đời sống xã hội hiện nay. Tuy là được xem là cái đời sống xã hội phát triển, văn minh, tiến bộ trong suốt nhiều thế kỷ qua, nhưng mà lại gặp nhiều cái vấn nạn liên quan đến phần ăn uống. Cho nên cái việc mà quán tưởng trong cái thức ăn đó,
trước khi chư tăng, những cái vị xuất gia sử dụng thức ăn đó, đều đọc cái bài kinh Quán Tưởng. Mục đích đó là làm cho chúng ta không có bị đam mê thọ dụng cái thức ăn, có cái tâm đam mê ngon ngọt ở trong đó. Cái người Phật tử chúng ta cũng nên tập như vậy, ăn những thức ăn để nuôi cơ thể. Và chính vì chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta sẽ tìm những cái thức ăn thích hợp với cơ thể, thích hợp với cái cơ địa. Và cái thức ăn đó sẽ là thức ăn hợp đạo. Chúng ta không có đắm nhiễm ở trong thức ăn, bởi vì khi mà chúng ta hướng đến cái vị ngon, ngọt, tươi thì chúng ta sẽ tìm đến những cái nhà hàng hải sản hay là những cái nơi bán những cái đồ ngon, vật quý và được tươi, sạch. Và lúc đó chúng ta sẽ dễ rơi vào những cái giới làm cho ô nhiễm như là giới sắc sanh. Cũng bởi vì cái miếng ăn ngon, bởi vì cái ăn phải cho đẹp, ăn phải cho thơm, ăn phải cho tươi, ăn phải cho bổ và vân vân. Chính vì thiếu cái sự quán tưởng ở trong cái việc mà thọ dụng cái thức ăn để cho cơ thể này có được cái sức khỏe, mà chúng ta đi vào những cái việc làm không có tốt đẹp. Đó là cái việc mà không riêng người, chắc chắn là người xuất gia cần phải làm rồi, nhưng mà người Phật tử cư sĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu về các quán tưởng, nhất là quán tưởng trong cái thức ăn, để mà có được cái tâm không có bị dễ vui ở trong cái việc ăn uống. Đó là ý nghĩa của cái phần hạnh thu túc sanwara, và qua cái việc trí tuệ, dùng trí tuệ để mà suy xét. Cái khía cạnh thứ tư đó là hạnh thu túc, qua hạnh thu túc, qua cái hành nhẫn nhục hay là kham nhẫn. Cái việc kham nhẫn đó, thưa quý vị, rất cần. Kham nhẫn ở đây được trình bày nhiều nhất, rõ nhất và cần thiết nhất, đó là trong cái việc mà chúng ta tu tập. Bởi vì nếu mà chúng ta chờ đợi một cái điều kiện không quá no, không quá đói, cái điều kiện vàng ở trong một ngày đó, không quá lạnh, không quá nóng, không quá mệt, không quá hưng phấn, để mà chúng ta có một cái trạng thái tốt nhất ở trong một ngày đó, để mà chúng ta thực hành thiền chẳng hạn, thì đợi đến những cái trạng thái như vậy đó, một là chúng ta không chờ được, hai là chúng ta không có tận dụng cái trạng thái đó để mà tu thiền. Chúng ta tận dụng cái trạng thái đó để mà hưởng thụ nhiều hơn. Thì đối với cái kham nhẫn đó, ở đây là kham nhẫn bởi những cái ngoại cảnh bên ngoài, hay là những cái khó chịu bên trong. Khi mà chúng ta, nhất là đối những cái thiền sinh hay là những cái vị mình thực hành thiền đó, với cái thời tiết nóng lạnh, với những cái loài côn trùng mũi mồm, với những cái âm thanh khó chịu, vân vân, thì cái đức kham nhẫn đó, chúng ta sẽ có được cái sự bình thản, có được cái sự không có khó chịu sân si khi mà chúng ta đối diện với những cái chướng ngại đó. Thì khi mà chúng ta tập được cái hạnh kham nhẫn này, chúng ta sẽ có được cái sự thu túc một cách rất là tốt đẹp. Và chính vì cái sự thu túc bằng cái hạnh kham nhẫn đó, hay là kiềm chế bằng cái sự hạnh kham nhẫn đó, thì chúng ta sẽ là một con người rất là tự tại. Chúng ta không quá cái đòi hỏi ở cái nơi chốn, ở cái chú xứ. Chúng ta không quá cái đòi hỏi
bởi cái sức khỏe, bởi cái thời tiết, để mà chúng ta làm một công việc gì đó mà chúng ta định sẵn. Mà khi mà chúng ta là một cái người được rèn luyện, trao dồi hạnh kiềm chế, thu túc bằng cái hạnh kham nhẫn đó, thì chúng ta sẽ là một người rất là bình thản, thoải mái, dù ở bất cứ cái hoàn cảnh nào. Cái khía cạnh thứ tư, thứ năm, đó là cái hạnh thu túc qua cái sự tinh tấn. Dạ, qua cái hạnh tinh tấn. Thì cái điều này, thưa quý vị, được nhắc đến đó là cái hạnh tinh tấn trong cái việc gìn giữ thân tâm. Khi có cái bất thiện khởi lên thì phải diệt trừ và phòng hộ, giữ gìn cho những cái bất thiện đừng có sanh lên, cũng như là cho những cái tâm thiện, tâm tốt đã sanh lên được phát triển và cố gắng gợi sanh những cái tâm nào chưa được sanh lên. Đó là pháp tứ chánh cần ở trong Phật giáo. Khi mà chúng ta có được cái tu tập hay là rèn luyện được cái những cái hạnh ở trong tứ chánh cần đó, thì chúng ta sẽ ngăn chặn, ngăn ngừa được những cái bất thiện pháp, những cái phiền não. Cũng giống như là một cái vị tu thiền hay là một cái vị tu tập đó, mà chúng ta có những cái cái tham ái, là cái sân hận nó sanh khởi trong tâm của mình đó, bằng cái bên tác động bên ngoài hay bên trong đó, mà chúng ta không có cái sự cố gắng nhiệt tâm nhiệt tình để mà dứt bỏ để mà chấm dứt, mà ngược lại chúng ta lại có cái ý dễ vui chấp chứa gìn giữ những cái tham ái sân hận. Cái điều này nói thì chúng ta sẽ thấy là không có lý, bởi vì cái tham ái, cái sân hận, cái phiền não tại sao lại không có gắn bỏ mà lại chấp chứa? Trên lý thuyết là chúng ta sẽ thấy nó là một cái điều vô lý, nhưng trong thực tế chúng ta nuôi dưỡng những cái tham ái, những sân hận đó hàng giờ hàng phút mà chúng ta không có để ý. Thưa quý vị, rằng cái thiện pháp cũng có cái vật thực hay là cái sự nuôi dưỡng, cái bất thiện pháp nó cũng có cái sự nuôi dưỡng, bởi vì chúng ta không có chịu và chúng ta chưa có khả năng để mà cắt đi những cái con đường lương thực của cái phiền não, hoặc là tiếp tế cho những cái vật thực, những con đường nuôi dưỡng cái thiện pháp, cho nên chúng ta sẽ không có phát hiện được. Và chính vì không có phát hiện được á, cái phiền não của chúng ta càng ngày càng nhiều, chúng ta không có hay, càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta không có phát hiện. Và khi một khi đã lớn mạnh đủ sức để công phá rồi đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ cùng cực, và lúc đó thì chúng ta sẽ hối hận trong cái khoảng thời gian thiếu niên, trung niên, lão niên mà chúng ta không có cố gắng để mà ngăn chặn những cái gọi là nuôi dưỡng cái bất thiện đó. Giống như là trong cái tham ái hay là trong cái sân hận, hàng ngày khi mà nó sanh lên chúng ta không kịp phòng hộ, không kịp mà ngăn chặn, thì chính vì những cái tâm, những cái khoảng thời gian, những cái thể hiện qua cái lời nói hay là cử chỉ đó, nó nuôi dưỡng cái tham ái càng ngày càng nhiều hơn, cái sân hận càng ngày càng nhiều hơn. Và một khi chúng ta có quyền,
có tiền, có địa vị, thì cái tham ái nó được thể hiện ra một cách lộ liễu, cái sân hận nó thể hiện một cách mạnh mẽ, và lúc đó nó sẽ gây hại bản thân mình và đến những người xung quanh. Thưa quý vị, rằng cái câu kệ ngôn, câu kệ ngôn 360 này cũng như là câu kệ ngôn 361 có một cái duyên sự liên quan đến năm vị tỳ kheo khi mà thực hành giáo pháp có cái sự khó khăn chướng ngại trong cái việc phòng hộ các căn. Có vị thì khó khăn trong cái việc phòng hộ mắt, có vị thì lại là khó khăn chướng ngại trong cái việc phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân. Và ở đây không phải là phòng hộ, ở đây là phòng hộ mắt, có nghĩa là lấy tai bịt mắt hay là lấy khăn bịt mắt để có được cái sự cản trở phòng hộ, hay là lấy tai bịt lỗ tai, hay là lấy bông khăn bông gòn nhét lỗ tai, hay là lấy cái vật gì đó bịt lỗ mũi, bịt miệng. Và chúng ta sống ở một nơi không có xúc chạm, không có đụng chạm, thì đó là cái sự phòng hộ. Và thưa quý vị, rằng cái sự phòng hộ ở đây được nói đến đó là khi căn tiếp xúc với cảnh, tức là mắt thấy cảnh sắc, nếu mà có cái sự phòng hộ thì cái việc tiếp xúc đó nó không có mang đến một cái nguy hại nào. Ngược lại, khi có cái sự phòng hộ hay là khéo tác ý bằng trí tuệ, thì cái cảnh sắc đó nó sẽ là để mà một cái người có cái sự tu tập phát triển cái sự pháp môn tu tập của mình được. Đó là cái ý nghĩa mà duyên sự của nhóm hai câu kệ ngôn phóng cú số 360 và câu 361. Tình đạt xin trình bày trong ngày học hôm nay, và phần phước phát sinh qua cái buổi học ngày hôm nay, tình đạt xin thành tâm nguyện cầu đến giác tinh của đại đức Cố Đại Đức Pháp Tính, là một vị giảng sư nhiệt tâm nhiệt tình, là một vị sư vinh rất là có tâm chiếu cố các vị sư đệ đã mất được một tuần. Cũng xin chư thiên, chư thần, chư vong linh, tất cả những cái vị quốc mặt quốc mài quan hệ với cái phước báo mà tất cả các thành viên ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh tạo được, mong các vị quan hỷ và được cái sự an lạc, an vui sau khi quan hỷ, sau khi thọ nhận những cái phước báo hồi hướng này. Các vị hãy mách bảo cho giác linh của Cố Đại Đức Pháp Tính, dù ở cảnh giới nào, Đại Đức Pháp Tính hãy có cái sự hướng tâm về chánh pháp và nguyện cầu cái phước báo mà bản thân Cố Đại Đức Pháp Tính đã tạo được, cũng như là sự hỗ trợ của chư tăng, chư Phật tử các nơi, sẽ dẫn đường đưa lối cho Đại Đức Pháp Tính gặp lại giáo pháp và tiếp tục con đường vun bồi ba la mật cũng như là hành pháp các tự nhằm lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho những người xung quanh, cũng như là Đại Đức Pháp Tính đã từng làm ở trong cái diễn đàn Pháp Cú Kinh này và tại chùa Bổ Đức. Một lần nữa, tình đàn xin thành tâm hướng nguyện đến Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Phật Thầy Giá. Dạ, kính mời cô, các vị MC trở lại với lại diễn đàn. Dạ, sa thu lâm thầy. Và thay mặt đại chúng châu Rome, con xin được thành kính cung thiền. Xin được tri ân đại đức Tịnh Đạt Thích Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng tại kinh pháp cú số 360 đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con được học hành, hỏi học hiểu hành sao cho được sự lợi ích và sự an vui. Chúng con xin được thành kính tri ân đại đức
Tịnh Đạt. Dạ con xin được một lần nữa xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho Rung sau thời pháp. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh ạ. Bhavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba buddhana pavena sada satey bhavantu te. Bhavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba dhammana pavena sada satey bhavantu te. Bhavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba sanghana pavena sada satey bhavantu te. Tất cả phước mang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự an lạc thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thu lành tay. Chúng con xin được thành kính trên đại đức Minh Hạnh Đức Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho Rung sau thời pháp. Bác Thanh Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu mà chúng ta đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới, kể kinh và thính pháp. Nam mô Bụt Thầy. Ya te vada santi vihara vi sini tu pe kare poti kare tahing tahing ta thamada de na pavan tu puchita sotting karun te ta vihara mandale te raja maja navaka japi kavo Saramika Dhanapati Upasaka Kamacha Desani Kamacha Isara Sapana Puta Sukhita Pavantute Chara Puja Yepichanda Sampava Sangseda Jata Athava Upapatika Niyanikang Dhamma Varang Pati Jate Sabe piduka sakaron tu sang kayam ta tu jirang satang tammo tammatara javukala sangko ho tu samako vataya ja hitaya ja amhe rakatu satammo sape pitamma jarino putting sampa punayama Dhamma Ariya Pavedite Sabbe Sattha Avira Hontu Sukhita Hontu Nidukha Hontu Abhyapaccha Hontu Anika Hontu Dikha Yukha Hontu Aroga Hontu Sampati Hisamichantu Sukhi Attanang Pariharang Tu Dukha Patha Jani Dukha Paya Patha Jani paya soka patha jani soka hontu sape pipanino etta vata jamhehi sampatang punya sampatang sape teva anumotantu idang no nyatinang hontu sukita hontu nyatayo idang no nyatinang hontu sukita hontu nyatayo Idang no nyati nang hon tu sukita hon tu nyatayo. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, xin nổi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hạnh được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, xin nổi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hạnh được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, xin nổi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị được sự an vui. Idang vatano punyang asavakha yavahang nipanasa pakcheyo ho tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng.
Sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật Pháp trong room Pháp Cú, hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn Đức Tăng, kính mời quý toàn thể đạo tràng ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại room Pháp Cú Kinh để sinh hoạt Phật Pháp như thường lệ. Hào mong được sự an vui, sự tiến hóa, tiến tới sự giải thoát khỏi ba giới bốn loài. Đồng nhau cả thảy, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sáng Kha Gia. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.